Phương xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, theo truyền thuyết thì trăm câu lạc Việt được sinh ra bởi mẹ Âu Cơ thuộc dòng dõi Tiên kết hợp với cha Lạc Long dòng dõi Rồng. Và để diễn tả thêm những ý nghĩa này, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức tài năng của hai em Bảo Ngọc và Quốc Nam qua một điệu vụ mang tên Con Rồng Cháu Tiên. Next, we would like to introduce to you a dance, Con Rồng Cháu Tiên, is performed by two young dancers. Ladies and gentlemen, please welcome hai em Bảo Ngọc và Quốc Nam. Thank you.
Cảm ơn hai bé Bảo Nam và Bảo Ngọc và Phúc Nam với một màn vũ rất dễ thương.